Xin chào các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em viết phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2020. Video hướng dẫn này chủ yếu dùng cho học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông. Một số điểm các em cần lưu ý trước khi viết hồ sơ. Thứ nhất, các em cần phải có chứng minh nhân dân, số điện thoại liên lạc hoặc email. Và số trong viết hồ sơ thì chữ không cần quá đẹp, nhưng các em phải viết rõ ràng. Về số, các em không cần để ý đến các số 1, 2, 7 viết như thế nào, chỉ cần đọc được là được. Về cách viết, vì trong phiếu không được tẩy xóa nên phải cần viết trước bằng bút chì. Sau khi đã viết đúng tất cả thì viết đè bút mực lên để khô mực và tẩy nét bút chì. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách viết phiếu đăng ký. Về sở dục đào tạo thì các em ghi Đà Nẵng, mã sở của Đà Nẵng là 04. Ở bên góc bên phải, về số phiếu thì các em để trống ô này, khi đi nộp hồ sơ sẽ điền sau. Ở phần A lớn về phần thông tin cá nhân. Phần 1 về họ, chữ đệm và tên của thí sinh thì các em viết đúng như tên trong giấy khai sinh và phải viết là in hoa có dấu. Ví dụ về giới tính, các em nữ thì ghi số 1, các em nam thì ghi số 0 vào ô bên phải. Mục số 2 về ngày, tháng và năm sinh. Ngày và tháng sinh nếu nhỏ hơn 10 thì các em ghi số 0 ở ô đầu tiên. Và ở ô năm sinh thì các em chỉ ghi hai số cuối của năm sinh. Ví dụ như thế này. Nơi sinh ở đây các em chỉ ghi tỉnh hoặc là thành phố trực thuộc trung ương. Sinh ở Đà Nẵng thì ghi là Đà Nẵng, không có chữ TP. Chỉ ghi chữ TP với thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ nếu các em sinh ở thành phố Hội An hoặc là thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam thì chỉ ghi là Quảng Nam, không ghi Tam Kỳ hoặc Hội An. Dân tộc, các em thuộc dân tộc nào thì ghi dân tộc đó. Ở ô quốc tịch nước ngoài, nếu các em là người thì các em đánh dấu vào ô này. Khi các em đánh dấu vào ô này thì có thể bỏ trống phần dân tộc. Mục số 4, số chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân. Thì số chứng minh sẽ có 9 số, thẻ căn cước công dân thì sẽ có 12 số. Khi có 12 số thì các em sẽ ghi mỗi số vào mỗi ô bên phải này. Với chứng minh nhân dân có 9 số thì các em sẽ ghi 9 số vào 9 ô ở phía sau như thế này. Và các em bỏ trống 3 ô đầu. Thứ 5, hộ khẩu thường trú Đà Nẵng là 04, quận Cẩm Lệ là mã 07. Thông tin về các mã này thầy có để ở liên kết cuối bài. Nếu em nào có hộ khẩu thường trú ở các quận huyện hoặc là các tỉnh thành khác thì có thể tra cái mã này trong link ở cuối bài. Nếu các em có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc là trên 18 tháng tại các xã đặc biệt khó khăn thì sẽ đánh dấu tích vào hai ô này. Dấu tích vào một trong hai ô này. Mục số 6, nơi học của trường trung học phổ thông hoặc tương đương thì các em ghi tên trường, quận, huyện và tỉnh, thành phố mà trường đó đóng. Ví dụ
trường trung học phổ thông Cẩm Lệ sẽ có mã là 04, là mã tỉnh, thành phố Đà Nẵng là 04, và mã của trường trung học phổ thông Cẩm Lệ là 029. Nếu các em học cả 3 năm tại trường trung học phổ thông Cẩm Lệ thì các em viết cả 3 dòng giống như y nhau. Nếu trong 3 năm học cấp 3 em có chuyển trường thì phải ghi đúng trường, địa chỉ của trường và mã của trường đã học theo đúng cái năm mà em đã học tại trường đó. Tên lớp 12 thì tên lớp 12 thì các em ghi là 12-1, 12-2, 3. Về điện thoại và email thì các em ghi số điện thoại và email vào mục số 7. Về họ tên và địa chỉ người liên hệ thì các em nên ghi theo địa chỉ của trường để hồ sơ sẽ không bị thất lạc. Các em có thể ghi như thế này. Sang phần B, thông tin đăng ký thi. Nếu các em dùng kết quả thi để xét tuyển đại học cao đẳng thì các em đánh dấu tích vào ô này. Các em đang học tại trường trung học phổ thông nên các em sẽ đánh dấu tích vào ô đầu tiên của cái mục số 10. Và các ô, 3 ô này thì các em sẽ bỏ trống. Mục số 12, dự thi tại Hội đồng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Mã hội đồng là 04. Nơi đăng ký dự thi là trường trung học phổ thông Cẩm Lệ. Mã đơn vị đăng ký dự thi là 029. Đăng ký bài thi, môn thi thì các em chỉ đăng ký ở mục A nhỏ. Hai bài thi toán và văn là bắt buộc, các em đánh dấu X vào hai ô này. Bài thi ngoại ngữ, các em phải ghi cụ thể là N1 đối với tiếng Anh, N2, N3, N4, N5, N6 đối với các tiếng còn lại. Em thi ngoại ngữ nào? Em thi ngoại ngữ nào thì viết ký hiệu vào ô này. Về phần bài thi tổ hợp, các em chỉ được chọn một trong hai bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Ở đây ví dụ thầy chọn là khoa học tự nhiên. Ở mục B nhỏ, các em để trống phần này. Ở phần số 15, nếu các em có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế môn ngoại ngữ thì sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Các em phải ghi loại chứng chỉ vào đây và ghi điểm của chứng chỉ vào đây. Nếu không có thì phần này mình sẽ bỏ trống. Phần C lớn, thông tin xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình cũng bỏ trống. Phần cam đoan và xác nhận, các em ghi ngày và ký tên vào đây. Dán ảnh thẻ 4x6. Và ở bên phải này, các em ghi lớp và trường đang học. Phần phía dưới này thì các em bỏ trống. Đến phần D, thông tin dùng để xét tuyển sinh vào đại học và cao đẳng. Các thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì bỏ qua phần này. Mục số 17, đối tượng ưu tiên tuyển sinh. Nếu em thuộc các đối tượng từ 1 đến 7 thì các em khoanh tròn vào loại đối tượng và ghi hai số vào cái ô phía sau. Nếu không thì em để trống phần này. Về khu vực tuyển sinh, trường trung học phổ thông Cẩm Lệ thì thuộc khu vực số 3,
nên và các em viết số 3 vào ô trống. Về năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương thì các em sẽ viết là 2020. Ở mục số 20 thì các em bỏ trống 3 ô này. Và đến mục cuối cùng 21, thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học thì các em lưu ý là các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Nếu các em đã đậu nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét vào các nguyện vọng phía dưới nữa. Nếu các em trượt nguyện vọng 1 thì sẽ xét lần lượt đến các nguyện vọng phía dưới theo thứ tự. Để ghi được phần này cho đúng thì các em phải vào đúng website của trường đại học mà các em đăng ký và tìm đúng mã trường, mã ngành, tên ngành, mã tổ hợp xét tuyển để ghi vào đây. Nhớ là phải tìm đúng mã của năm 2020. Lưu ý, nếu ghi sai thì phải làm lại hồ sơ từ đầu. Sau khi ghi các nguyện vọng rồi, các em sẽ ghi tổng số nguyện vọng đã đăng ký vào đây. Các bước để hoàn thành hồ sơ. Thứ nhất, các em phải viết phiếu và lưu ý các thông tin trên bì đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2 phải giống nhau. Các giấy tờ cần chuẩn bị: một bản sao hai mặt giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân trên một mặt tờ A4, hai ảnh chân dung 4x6 bỏ trong bì thư, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và lớp ở phía sau ảnh. Đem các giấy tờ, chứng chỉ để minh chứng việc ưu tiên, để đối chiếu và lưu ý, thầy cô sẽ không thu các giấy tờ này. Khi nộp hồ sơ, thì các em sẽ nộp kèm với lệ phí tuyển sinh. Lệ phí tuyển sinh là 30.000 đồng trên một nguyện vọng. Sau khi các em đã nộp hồ sơ, thầy cô sẽ kiểm tra và ký đóng dấu xác nhận. Sau đó sẽ trả lại cho em phiếu số 2. Để kiểm tra và thay đổi thông tin đã đăng ký, có hai cách. Cái thứ nhất, các em tự phát hiện được lỗi sai ở trong phiếu số 2. Khi đó các em hãy báo cáo cho thầy cô phụ trách và làm lại hồ sơ khác. Sau khi nộp hồ sơ từ 2 đến 3 ngày, hồ sơ của các em sẽ được cập nhật lên hệ thống của bộ. Thí sinh có thể vào trang thí sinh.thi.edu.vn và dùng số chứng minh nhân dân đã đăng ký để đăng nhập kiểm tra thông tin của mình trên hệ thống. Nếu phát hiện có lỗi sai, báo ngay cho thầy cô phụ trách. Và lưu ý hạn cuối, mọi sai sót thay đổi phải được chỉnh trước ngày 30 tháng 6, 2020. Mọi thắc mắc về đăng ký dự thi, liên hệ cô Huyên hoặc thầy Cương để được giải đáp.